Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình DLC online và quay trở lại với một loạt series về WinCC Unified và WinCC Unified kết hợp với JavaScript. Thì ngày hôm nay admin xin làm cho bạn cái đề tài đó chính là Parameter Control. Thì trong cái phần video lúc trước đây á, thì admin đã làm cho bạn một cái phần Parameter Control rồi. Nhưng mà trong cái phần Parameter Control này chúng ta chỉ nói về gì ạ? Về một loại sản phẩm, mà trong một loại sản phẩm đó chúng ta gì ạ? Có quyền thay đổi các khối lượng hay là các thành phần trong đó. Còn ngày hôm nay thì admin xin hướng dẫn các bạn cái đề tài đó chính là chúng ta sẽ tạo ra được gì ạ? Nhiều cái mã sản phẩm lớn, trong mã sản phẩm đó chúng ta có quyền thay đổi các thành phần của các mã sản phẩm con. Admin nói ví dụ như thế này. Ở đây các anh chị nhìn thấy admin, giả sử admin có cái thằng là sản phẩm là Produce 1, đúng không ạ? Trong cái phần là Parameter Set Type sản phẩm Produce 1, đúng không? Trong sản phẩm Produce 1 này á, đúng không? Thì chúng ta có Water Booker, đúng không? RM446, đúng không? Đấy, thế thì đây là các thông số khi mà chúng ta chạy với sản phẩm 3 của thằng Produce 1, đúng không ạ? Còn đây là nếu như các thông số chúng ta chạy sản phẩm 1 của Produce 1, và đây là các thông số chúng ta chạy sản phẩm 1 của Produce 2. Nhưng mà bây giờ chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ chạy những cái sản phẩm khác, đúng không ạ? Những cái sản phẩm khác cái ngoài sản phẩm Produce 1 thì chúng ta muốn chạy Produce 2, mà trong ví dụ trong Produce 1 có Water nhưng mà trong Produce 2 không có Water, hoặc là trong Produce 3 không có Water thì chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái phần là Parameter Control, nhưng mà chúng ta sẽ đi chuyên sâu về cái phần Parameter Set Type này. Thì trong video mà hôm bữa chúng ta đã làm được cái phần là Parameter Control ở đây. Đấy, thế thì trong cái phần Parameter Control hôm bữa thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái phần là Parameter Set thôi. Còn ở đây là hôm nay chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần là Parameter Set Type ha. Rồi, đặt trường hợp thứ nhất là gì? Admin đang có là 3 cái mode, cái mode thứ nhất, cái mode thứ hai và cái mode thứ ba, để dành cho sản phẩm thứ nhất, sản phẩm thứ hai và sản phẩm thứ ba đi ha. Đối với cái sản phẩm thứ nhất thì admin chạy với cái thằng là mode 1 ở đây. Đấy, admin update này. Đấy, nó có Water. Nhưng mà đối với cái sản phẩm thứ hai ấy, đấy, nó ở đây chúng ta không chọn mode 1 nữa mà chúng ta chọn mode 2. Đấy. Anh chị nhìn thấy này, ở cái sản phẩm thứ hai mode 2 thì nó không có là Booker, đúng không? Không có là RM460, đúng không? Mà chỉ có là gì ạ? NaOH RM450. Đấy, nó thay đổi một chút xí thành phần ở đây, đúng không ạ? Tương tự cái sản phẩm thứ ba ở đây tôi chọn đây là mode 3. Đấy, tôi chọn đây là mode 3. Trong cái phần mode 3 ở đây này, đúng không ạ? Trong cái phần mode 3 ở đây này, đúng không? Thế thì nó lại không có cái thành phần gì ạ? Nó sẽ không có cái phần Water và NaOH, mà nó chỉ có cái phần là ClO và HCl thôi, đúng không? Và RM460 ở đây. Đó, này không có RM450. Có nghĩa là trong này là có những cái mã sản phẩm lớn, đúng không? Trong mã sản phẩm lớn thì sẽ có những cái thành phần của mã sản phẩm nhỏ. Thế thì hiện tại bây giờ chúng ta đang đi làm những cái phần làm mã sản phẩm lớn. Thế thì để được làm như vậy thì sau khi mà chúng ta tạo được những cái mode như này, đúng không? View mode 1 ở đây, đúng không? Mode 2 ở đây, đúng không? Và mode 3 ở đây. Đấy, và mode 3 ở đây, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ vào cái phần library. Trong cái phần library thì đầu tiên là chúng ta có mode ở đây rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thằng mode đây, chúng ta sẽ update nó ha, update try project, đúng không ạ? Ok này. Rồi, tương tự bây giờ chúng ta sẽ kéo cái thằng làm mode số 2 qua nữa. Chúng ta sẽ kéo cái thằng mode số 2 qua, hoặc là đúng rồi, chúng ta kéo thằng mode thứ 2 qua, chúng ta ok này. Đúng không ạ? Rồi tương tự như vậy bây giờ tôi sẽ kéo thằng mode thứ 3 qua. Đấy, tôi sẽ kéo cái thằng mode thứ 3 qua đây. Đúng không? Đấy. Còn mode thứ 1 là thằng này á, mode thứ 1 là thằng này này, kéo qua. Ở đây sau khi mà sửa xong thì sửa xong rồi. Rồi, mode 1 qua đây. Sao tự nhiên nó release version, đúng không? Rồi update đây. Đấy ha, bây giờ chúng ta nhìn vào đây chúng ta coi này. Ok. Đấy, water đây, được chưa? Mốt 1 đó, đúng không? Rồi, sau khi mà được như vậy rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần là Parameter Control đây. Đối với cái thằng Produce 1 á, thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn là cái mode đầu tiên. Đúng không ạ? Chúng ta chọn mode đầu tiên là mode ở đây đúng không? Và version là version 03. Đúng không ạ? Chúng ta delete cả cái thằng này, chúng ta delete thằng này đi. Đấy. Còn không, chúng ta delete thằng này luôn đi. Đấy, để chúng ta kéo cái thằng này qua thằng mode 1 qua bên này đi. Ủa, tôi quên nhầm delete đó, thằng kia nó bị xóa luôn rồi. Rồi thôi, rồi lấy thằng đó đi, được chưa? Rồi ở đây này các anh chị lưu ý này. Đối với lại cái thằng là thằng này á, thằng Pro sản phẩm 1 thì tôi chọn mode ở đây, đúng không? Mode ở đây và version số 03 cho nó, được chưa? Rồi, ở đây thì chúng ta khai báo, ví dụ như khai báo đầu tiên là start value là 10 10 10. Rồi đối với thằng sản phẩm số 2 tôi không chọn thằng này nữa. Đối với thằng sản phẩm số 2 á thì tôi sẽ click vào đây này, tôi chọn mode số 2 đây, đúng không? Đấy. Rồi tôi chọn là tag là Produce số 2, tag Produce số 2 ở mode số 2 là tag ở đây này. Đúng không? Tag thằng này chúng ta kéo lên HDMI. Tag vào thằng này chúng ta kéo lên HDMI nhé. Được chưa? Đấy. Rồi tương tự như vậy là gì ạ? Tôi tới cái phần là gì ạ? Tới cái phần là Produce số 3. Produce số 3, đúng không? Produce số 3 là tôi sẽ chọn ở đây là mode số 3. Đấy, đúng chưa? Rồi, ở đây thì admin lỡ tạo thì admin sẽ tạo cho các bạn một cái thằng là Produce số 4 luôn nhé. Copy ha. Mốt 4 này ha. Đấy, ở đây thằng này ví dụ có water, có KCL đi ha, có RM446 420 đúng không? À 430 rồi 420 đúng không? Và thằng này là 410, rồi tạm thời như vậy ha. Tương tự như vậy bên phần library thằng này chúng ta cùng kéo thằng này qua, đúng không? Nó sẽ được như này. Rồi tương tự bên phần tag ở bên này. Tag bên này thì chúng ta chọn đây là mode 4, đúng chưa? Đấy, chúng ta chọn đây là mode 4, đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vô cái phần là parameter ở đây ha, Produce số 4 đi. Produce số 4 ha. 4 đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ chọn đầu tiên là chúng ta chọn là gì ạ? Chúng ta chọn là vô click vô đây để chúng ta chọn mode 4 này, đúng không ạ? Rồi chúng ta click vô đây này. Đấy. Ủa. Chúng ta vào cái phần HDMI tag coi sao. HDMI tag Produce số 4 có chưa? Có Produce số 4 đây rồi mà, đúng không? Produce số 4, mode 4 đúng không ạ? Mode 4 water đúng rồi, ok có rồi. Thì tới đây chúng ta sẽ chọn Produce 4 đúng không? Chọn ok này, đúng chưa? Thì nó sẽ có ra những cái thành phần như này, đúng chưa? Rồi Produce 1 thì sẽ ra những cái thành phần như này, đúng không? Và Produce 2 thì ra từng thành phần như thế này. Produce số 3 thì ra những cái thành phần như thế này. Rồi sau đó thì ở bên này, thì tôi giảm tôi xóa đi ha. Tôi sẽ lấy cho các bạn thấy là vào cái phần là Parameter Control, đúng không? Ở đây chúng ta kéo nó xuống đây, đúng không? Đấy, chúng ta kéo nó xuống đây, chúng ta kéo cho nó lớn lên cũng được, bởi vì nó có rất nhiều sản phẩm ha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ để roboty nó, chúng ta vừa roboty ở đây ấy, đáng lẽ thực ra là sau này chúng ta sẽ có một cái biến để chúng ta điều khiển như này, nhưng mà cái biến này nó lại không cho điều khiển đây. Chúng ta có thể chọn cái tag ở đây, ví dụ nhưng mà tôi thử rồi nó không cho kết nối, nên là nếu như mà sau này các phiên bản khác ở đây thì chúng ta có quyền chúng ta chọn bên ngoài. Ví dụ tôi lấy cái biến này á, bằng 1 thì cho nó chọn gì Produce số 1 đúng không? Bằng 2 để chọn Produce số 2, bằng 3 chọn Produce số 3. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái thằng này tự nhiên thấy không, nó nó không cho sử dụng mà có thể là phải dùng JavaScript, mà JavaScript thì đoạn này thì admin chưa biết viết như nào. Đấy, ở đây thì chúng ta cho nó chọn start value này, đó mấy sản phẩm ở đây ha. Đấy, ý của admin là gì ạ? Chúng ta sẽ dùng một cái biến bên ngoài ấy, click vô cái thì chọn Produce 1, Produce 2, Produce 3, thay vì chúng ta phải chọn ở trên này đúng không? Thay vì chúng ta chọn ở trên này đúng không? Đấy, chúng ta bây giờ chúng ta click vô đây cái, thế thì lập tức nó chạy Produce 1, click vô đây cái lập tức chạy Produce 2. Đấy, nhưng mà cái này admin chưa biết làm ha. Rồi tạm thời như vậy đi, chúng ta để đây năn thôi. Rồi chúng ta download thằng này xuống. Đấy, sau khi được như vậy thì chúng ta reload nó lại thôi. Đấy, bây giờ này, đầu tiên là gì ạ? Chúng ta sẽ download lại DLC đúng không ạ? Chúng ta sẽ download chương trình DLC này. Đúng chưa? Đấy, chúng ta chỉ cần sau này chúng ta chỉ cần sử dụng cái biến mode này này. Ví dụ như biến mode này bằng 1 thì chúng ta có quyền chúng ta đi để gì ạ? Đi để làm cái chức năng là trong DLC là đang chạy sản phẩm 1, đang chạy sản phẩm 2, đang chạy sản phẩm 3 đúng không? Ví dụ thằng này bằng 1 đi thì chúng ta cho phép là nó đang chạy sản phẩm 1, thằng này bằng 1 thì cho phép đang chạy sản phẩm 2 y chang như vậy á. Chúng ta lấy cái biến này ra chúng ta so sánh ấy. Được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta làm thôi. Ở đây thì Rồi đầu tiên là gì ạ? Chúng ta chọn vào đây. Tôi chọn Produce số 1 đúng không? Đây, tôi che thằng này ha. Đấy, tôi chọn Produce số 1 đúng không ạ? Trong Produce số 1 thì mặc định là nó đã như thế này rồi. Ở đây tôi có quyền là tôi sẽ chọn là sản phẩm 1 trong này. Đúng không? Tôi có quyền tôi chọn sản phẩm 2 trong này và tôi có quyền tôi chọn sản phẩm 3 trong này. Đúng không? Đấy, hoặc là chúng ta không cần select cũng được thì nó mặc định ha. Tôi chọn sản phẩm 1 đúng không? Thì tôi sẽ load xuống DLC đúng không? Ở đây thì chúng ta nên khai báo cho thằng này mốt này bằng 1 rồi này. Đúng không? Để sau này chúng ta cầm cái biến này chúng ta đi so sánh. Đúng không? Đấy. Tôi biết là cái biến mốt này 1 bằng chạy sản phẩm 1 đúng không? Y chang như vậy ha. Rồi sau đó chúng ta sell nó lại đúng không? Đấy, sau này chúng ta theo nó là sell nó lại đúng không? Đấy ha. Rồi bây giờ ví dụ như sao ạ? Sell này đúng không? Rồi bây giờ ví dụ như trong sản phẩm 1 này có trong cái sản phẩm gốc 1 này có nhiều mã sản phẩm nhỏ đúng không? Đấy, có nhiều mã sản phẩm nhỏ thì chúng ta sẽ click vào đây. Đúng không ạ? Chúng ta ghi nó xuống ha, ví dụ như này, chúng ta sell lại. Rồi, ở đây chúng ta view sản phẩm 3. Đúng chưa? Sell nó lại. Đúng không ạ? Đây, đúng chưa? Rồi, thế thì bây giờ ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta không muốn chọn chạy sản phẩm Produce 1, đúng không? Trong Produce 1 thì có 3 sản phẩm con như thế này. Đúng không? 3 thành phần sản phẩm con để phù hợp với gì ạ? Phù hợp với chất lượng người ta yêu cầu đúng không? Rồi bây giờ chúng tôi sẽ trải qua một cái mã sản phẩm khác là sản phẩm 2. Đúng không? Trong mã sản phẩm 2 là chưa có sản phẩm gì hết. Đúng không? Tôi sẽ add new đây, đúng không? Sản phẩm 2. Đấy, đúng không? Đấy, tôi chọn đây thì bây giờ tôi sẽ click vào đây là ví dụ như 2 thôi. 2. Đó, ở đây cho 1 đi để mình khi nào mình lấy cái biến này lên 1 thì mình biết tắt cái biến kia đúng không? Ví dụ cái biến này lên 1 thì mình cho quyền biến này về 0, đúng chưa? Đấy, để mình biết để mình đang chạy Produce 2. Rồi ok, sau khi được như vậy tôi load xuống thì thằng này bắt đầu có data. Thằng số 2 này bắt đầu có data và tôi sell nó lại, đúng không? Tương tự ở đây nếu như sản phẩm 2 đây tôi sẽ click vô trong sản phẩm trong Produce 2 ấy, tôi sẽ chạy thêm 2 mã sản phẩm này nữa. 2. Ok. Rồi ở đây thì tôi sẽ cho đây là 2.1 đi. 2.1. Đúng không? Đây là 2.1. 2.1 đi. đây là 1. Rồi, tôi drop nó lại đây, đúng không? Và tôi sell nó lại đây. Tương tự đây bây giờ tôi chạy Produce số 3. Đúng không? Mình chạy Produce số 3 đi. Đó thì mình click vào đây thôi, mình chạy Produce số 3. Thì chúng ta còn phải tạo á ha, tạo ra đúng không? Đúng không? Rồi, đây cho là 3 đi. Rồi, mình loát nó xuống đúng không? 3 nó rồi, đấy, được chưa? Và sell nó lại đúng không? Tương tự như vậy. Sell chưa? Rồi, tương tự bây giờ chúng ta có quyền chúng ta chạy với sản phẩm 4 đúng không ạ? Trong sản phẩm 4 thì nó có Water KCL như này. Đúng không? Chúng ta add new đây, sản phẩm 1. Đúng không ạ? Thằng này cho 4 này. 4 và đây là 1. Đúng không? Rồi loát nó xuống. Đúng không? Và sell nó lại, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta muốn có những cái dữ liệu, ví dụ bây giờ tôi sau khi mà mình setup được chuẩn như vậy rồi, chúng ta có quyền chúng ta click vào đây này. Đúng không? Quay về sản phẩm 2. Đúng chưa? Và tôi có quyền tôi chọn là chạy sản phẩm 1. Đấy, hoặc là chạy sản phẩm 2 đây. Đúng không? Ví dụ chạy sản phẩm 1 đây, giống Produce số 2. Đúng không? Mà chạy sản phẩm 1. Đúng không? Mình chỉ cần là loát lại cái thôi. Hoặc Produce số 2 mà chạy sản phẩm 2, chỉ cần loát lại cái thôi. Đúng không? Tương tự như vậy, bây giờ tôi muốn là chạy Produce số 3, số 1 đi. Đúng không? Produce số 3 đi. Mà chạy sản phẩm mấy? Chạy sản phẩm Produce số 1 đi. Đúng không? Và chạy sản phẩm số 2. Đúng không? Thì chúng ta kéo lên đây như này. Đúng không? Đây là 0 10 10, nhưng mà tôi loát xuống đây cái thì lập tức giá trị này nó thay đổi như này. Nếu như chạy sản phẩm 1 thì click xuống đây. Đúng không? Và chạy sản phẩm số 3 thì click xuống đây. Thì đấy là cái nội dung của bài học ngày hôm nay, về nói về cái tính năng nâng cao của cái thằng Parameter Control, sử dụng thêm Parameter Set Type để chạy nhiều mẻ sản phẩm lớn ha, chạy nhiều sản phẩm khác nhau. Được chưa? Thì đấy là cái nội dung bài học ngày hôm nay. Các anh chị nào mà muốn tìm hiểu thêm về cái phần là khóa học WinCC Unified kết hợp JavaScript thì các anh chị có thể lên kênh vào mục danh sách phát. Trong danh sách phát này sẽ có cái phần là khai giảng khóa học lập trình WinCC Unified kết hợp với JavaScript để các anh chị xem review nội dung khóa học ở đây ha. Hoặc các anh chị lên kênh là nguyễn văn nguyên plc.com để chúng ta vào cái mục khóa học để chúng ta xem ha, khóa học đây. Đây, các anh chị có thể click vào đây các anh chị xem ha, các nội dung khoa học trong này. Đấy. Còn video ngày hôm nay của admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.